Malaysia đã trở thành ổ dịch mới ở Đông Nam Á sau khi nước này ghi nhận tới 125 ca mắc mới trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 553 trường hợp, trong đó đa số có liên quan tới một sự kiện tôn giáo ở địa phương. Kuala Lumpur đã ngay lập tức thông báo đóng cửa biên giới trong 2 tuần và thắt chặt các biện pháp phòng dịch trong nước. Trong khi đó, tình hình dịch tại Trung Quốc đại lục tiếp tục đạt diễn biến khả quan khi chỉ ghi nhận thêm 21 ca mới và 13 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tại, Trung Quốc có 80.881 người mắc COVID-19 và 3.226 ca tử vong. Tại Hàn Quốc, sáng nay nước này xác nhận thêm 84 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 8.320 trường hợp. Số ca tử vong tăng thêm 6 người, lên 81 ca, trong khi số ca hồi phục là 1.401 người.